Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp thẩm tra nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động thuộc lĩnh vực đô thị được tăng cường quản lý, thực hiện quyết liệt, đạt kết quả nổi bật. Đáng chú ý là việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị dần đi vào ổn định, thông suốt, hiệu quả. Các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án trọng điểm từng bước được tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án. Các hoạt động trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, trên thực tế, triển khai thì tiến độ quy hoạch phân khu, quy hoạch 3 loại rừng còn chậm. Tiến độ một số dự án trọng điểm chưa đảm bảo, trong đó có các dự án về môi trường. Công tác quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. Công tác quy hoạch định hướng trong việc cấp phép, khai thác, đóng các mỏ khoáng sản chưa đồng bộ kịp thời. Từ thực tế đó, Ban Đô thị đề nghị cần đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền, đẩy nhanh việc quy hoạch phân khu, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, các hồ nội thành.